Tế về tình hình kinh tế và việc cắt giảm nhân sự mà chúng ta đã biết trong năm 2023 vừa qua phải đối mặt những thách thức và áp lực lớn, thì trong năm 2024 dự báo sẽ tiếp tục đầy khó khăn và thách thức. Trong tình hình này thì việc biết ơn và đồng cảm với sếp cũng như là những người đồng nghiệp là rất quan trọng. Họ đã phải đối mặt với áp lực và quyết định khó khăn trong việc giữ cho doanh nghiệp hoạt động. Đồng thời, việc hiểu và hỗ trợ nhau trong giai đoạn khó khăn này cũng sẽ giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực và đoàn kết. Ngoài ra, Phước Sử Villa tin rằng việc chuẩn bị tinh thần và tìm kiếm cơ hội mới là cách tiếp cận tích cực trong tình hình khó khăn này. Có thể cần phải tìm kiếm các phương án đào tạo mới, nâng cao kỹ năng cá nhân và sẵn sàng thích nghi với sự thay đổi trong thị trường lao động. Cuối cùng là bằng sự lạc quan và kiên nhẫn sẽ là điều cần thiết để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Phước Sử Villa chúc các bạn là cùng nhau hỗ trợ, hướng dẫn để vượt qua mọi thách thức và tạo ra cơ hội làm việc mới trong tương lai.